Là một Phật tử, bà Lý Thị Phượng cùng với gia đình đã thỉnh đèn cầy và vải tắm mưa cúng dường chùa Bem Mui Tha Mây. Bà tin rằng đây là việc làm phước báu và đầy ý nghĩa. Đèn cầy chính là nguồn ánh sáng để chư tăng học tập, được thắp liên tục ngày đêm trong 3 tháng nhập hạ. Vì vậy, dù các thành viên trong gia đình có làm ăn xa, nhưng mọi người vẫn không quên nghi thức nhập hạ này. Gia đình mua đèn cầy, tứ vật và tịnh tài để cúng dường, mong muốn là được bình an và để con cháu không quên phong tục. Các ngày lễ của dân tộc Khmer phải cùng nhau đi đến chùa. Trước lễ nhập hạ, chùa Bem Mui Tha Mây đã hướng dẫn Phật tử cách thức và ý nghĩa của khóa lễ. Bên cạnh đó, chùa còn chuẩn bị nơi để đèn cầy an toàn và ngăn nắp, phòng cháy, chữa cháy. Vì là Phật tử, nên chúng tôi luôn cúng dường vật dụng để các vị sư tu tập trong 3 tháng mùa mưa. Năm nay, dịch Covid-19 đã lắng xuống, tỉnh nhà tạo điều kiện để Phật tử ra vào chùa, nên chúng tôi vui lắm. Năm nay thấy Phật tử của chùa và Phật tử thập phương đến cúng dường nhiều, nên trong 3 tháng nhập hạ, các sư sẽ ít phải đi đâu để chú tâm học tập. 3 tháng nhập hạ này cũng là thời gian để các Phật tử làm phước. Mùa an cư kiết hạ đánh dấu mốc tuổi hạ, vừa là thời gian để chư tăng chuyên tâm học đạo, trau dồi Phật pháp. Bên cạnh đó, cũng là thời gian Phật tử vào mùa canh tác, phun sóc lại được vui tươi, bận rộn, cùng trợ duyên chư tăng tu học.